Chào mừng các bạn đã đến với kênh Dương Vân Channel. Các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới tiếp theo nhé. Vàng lên giá sau cuộc điều trần của Chủ tịch Fed, giá vàng tăng trong phiên 14/7. Sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Janet Yellen nói rằng Fed sẽ chỉ từng bước thắt chặt chính sách tiền tệ tại Bangalore, Ấn Độ, giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 1.222,71 đô la Mỹ một ounce vào lúc 14 giờ 15 phút giờ Việt Nam tại cuộc điều trần trước Quốc hội ngày 12 tháng 7. Bà Yellen nói kinh tế Mỹ đủ mạnh để Fed tăng lãi suất và bắt đầu giảm lượng nắm giữ trái phiếu chính phủ, mặc dù lạm phát vẫn thấp trong phiên này so với rổ các đồng tiền, đồng USD giảm khoảng 0,3% xuống 95,499 theo nhà phân tích Edward Mayer thuộc INTLFC Stone. Đồng USD yếu hơn sẽ hỗ trợ giá vàng trong ngắn hạn, lãi suất trái phiếu hạ làm giảm chi phí cơ hội cho việc mua vàng, trong khi đồng USD yếu khiến vàng rẻ hơn cho các nhà đầu tư ở các nước ngoài Mỹ. Nhà sáng lập Silver Bullion Ltd tại Singapore, Gregor Gregersen, nói đợt bán tháo vàng gần đây bị đẩy lên quá mức và hoạt động mua vào đang đẩy giá lên. Nhưng theo người phụ trách nghiên cứu ở Jopencom Trade Ltd, Paris V, giá vàng chỉ hồi phục nhẹ sau cuộc điều trần của bà Yellen. Ông cho rằng sự phục hồi mang tính kỹ thuật có thể đẩy giá lên trên 1.230 đô la Mỹ một ounce, mức trung bình của 200 ngày. Tuy nhiên, nhà phân tích Quang Tao của Reuters nhận định giá vàng giao ngay có thể tụt trở lại mức thấp được ghi nhận ngày 10 tháng 7 là 1.204,45 đô la Mỹ một ounce, khi đà phục hồi từ mức này có thể đã kết thúc. Nhà phân tích thị trường Jeffrey Holly thuộc OANDA cho rằng số phận của vàng trong ngắn hạn sẽ định đoạt bởi số liệu lạm phát của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 14 tháng 7.